Quý vị đang xem chương trình trên kênh tin tức tổng hợp Việt News. Kính chúc quý vị sức khỏe bình an và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin của ngày hôm nay. Nóng, Nguyễn Phú Trọng càng ra sức để hốt, Tô Lâm càng phải bật lại mạnh vì đã hết đường lui. Kính thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua, kết thúc hội nghị trung ương chính nhưng vấn đề thắng bại vẫn chưa được rõ ràng. Câu chuyện ngã ngũ đến giờ phút này, thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đang càng rơi vào bế tắc và hỗn loạn. Trong sáng ngày 18 tháng 5, hội nghị trung ương chính đã bế mạc. Báo chí quốc doanh đã nhanh chóng đưa tin cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh Ban chấp hành trung ương Đảng dân chủ thảo luận kỹ lưỡng, xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội để toàn Đảng và quốc hội giới thiệu với quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, tức là trong sáng ngày hôm nay. Thế nhưng câu chuyện đáng nói ở đây, đến giờ phút này dư luận lại quan tâm xôn xao về vấn đề liên quan tới việc ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nhận chức vụ mới là chức chủ tịch nước, nhưng đến giờ phút này vẫn chưa lộ danh tính người nào sẽ thay thế chức danh Bộ trưởng Bộ Công an thay cho ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, tên tuổi của ông tân chủ tịch nước và tân chủ tịch quốc hội là ai thì nó vẫn đã an bài ra trước báo chí và truyền thông, và câu chuyện lấp lửng đằng sau đó thì Đảng lại đưa vào vấn đề bí mật về câu chuyện là Bộ trưởng Bộ Công an và Phó chủ tịch thường trực quốc hội thay chân cho hai ông Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn. Trong buổi chiều cùng ngày, báo chí đã công bố ông Tô Lâm sẽ là chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn sẽ là chủ tịch quốc hội. Nhưng có lẽ các bên đấu đá nhau tranh vị trí Bộ trưởng Bộ Công an kéo theo vị trí chủ tịch nước xảy ra giằng co giữa các bên, nhưng cuối cùng các bên cũng đã ngã giá xong và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bị chịu sức ép phải nhảy lên chiếc ghế chủ tịch nước, mặc dù ông này vẫn còn đang nắm tay để giữ Bộ Công an lại và không buông xuôi với việc đưa cho ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp nhân sự vào trong Bộ Công an. Hiện nay các nhà đầu tư của nước ngoài đang quay lưng với Việt Nam vì họ lo lắng về một thời kỳ bất ổn chính trị đang xảy ra tại Việt Nam, và đảo chính xảy ra ở Việt Nam là một điều hoàn toàn có thể. Nếu các bên vẫn còn tiếp tục đấu đá với nhau đến mức không thể tìm ra được tiếng nói chung thì đấy là một hành động xua đuổi các nguồn vốn từ nước ngoài. Càng khủng hoảng chính trị thượng tầng thì kinh tế của Việt Nam càng điêu đứng và người dân trong đất nước Việt Nam càng thêm bế tắc thêm. Việc mà ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ cần làm trong giai đoạn hiện nay là phải lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư của nước ngoài để hạn chế tình trạng chảy máu đối với vấn đề đầu tư của nước ngoài hiện nay. Tuy nhiên, với tư duy và sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tình trạng đấu đá anh chết tôi sống trong bộ chính trị thì khó có thể làm được cho vấn đề này. Và câu chuyện nó vẫn đang tiếp diễn cực hăng, cực xúc động với những vấn đề mà Nguyễn Phú Trọng và cả Tô Lâm đã đưa ra nước cờ cho cả hai bên. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không còn đủ khả năng để kiểm soát đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này nữa. Vì thực tế, ông này dù đã đưa lên chức vụ chủ tịch nước, nhưng thực tế thì đưa lên chức vụ chủ tịch nước, Tô Lâm vẫn quyết tâm vùng vẫy và giữ cho bằng được Bộ Công an và không buông tay. Thì làm sao ông Nguyễn Phú Trọng có thể thực hiện được vai trò ổn định chính trị cho Việt Nam? Hơn thế nữa, bản thân của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông đã tạo ra một tiền lệ rất xấu khi ông không tôn trọng luật pháp và kể cả không tôn trọng luật của Đảng, thì chính ông mới làm mầm loạn mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là một mầm loạn tiếp theo. Bởi không một nơi nào, luật lệ nào được tôn trọng mà nó lại có sự ổn định, và đặc biệt khi càng không tôn trọng thì sự ổn định này nó càng mất đi. Kết quả là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước, một chiếc ghế đầy ma ám. Và việc chọn ông Bộ trưởng Bộ Công an mới đây, dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc đấu đá nó vẫn sẽ tiếp diễn và sẽ diễn biến còn phức tạp hơn, gay cấn hơn trong thời gian tới đây. Chỉ có hai kịch bản. Thứ nhất, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ép Tô Lâm lên ghế chủ tịch nước và chẳng không cho nhóm Hưng Yên nắm Bộ Công an. Thứ hai, để Tô Lâm nắm ghế chủ tịch nước và chấp nhận việc bố trí cho đàn em Tô Lâm nắm Bộ Công an. Nếu khả năng thứ nhất xảy ra thì đấy là thắng lợi cho phe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, ông còn rất nhiều việc phải làm, đó là dằn dằn cắt sạch vây cánh của Tô Lâm và cuối cùng thì ra tay với Tô Lâm giống như Nguyễn Xuân Phúc, hay thậm chí giống như Võ Văn Thưởng, hay thậm chí cao hơn nữa thì giống như Trần Đại Quang.
mà việc ra tay với một chủ tịch nước thì cũng sẽ tiếp tục gây khủng hoảng chính trị, và chỉ có người dân mới là người hứng chịu cho những sự việc tổn thất này. Với khả năng thứ hai là Tô Lâm sẽ lên chủ tịch nước, đồng thời đưa được đàn em của mình lên nắm luôn Bộ trưởng Bộ Công an, thì trong trường hợp này Tô Lâm sẽ chủ động cho cuộc chơi tiếp theo, và người rơi vào ghế, vào thế phải chống đỡ không ai khác chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy thì hãy chờ xem Bộ Chính trị sẽ phải chọn ai để thay thế cho Tô Lâm, bên nào thắng, bên nào bại thì sẽ rõ trong những ngày tiếp theo đây. Thế nhưng câu chuyện ghế chủ tịch nước là một chiếc ghế hữu danh vô thực. Tuy nhiên, từng có một chủ tịch nước nắm quyền lực ngầm rất lớn, đó là ông Bộ trưởng Lê Đức Anh. Trước khi lên chủ tịch nước, ông Lê Đức Anh đã từng làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sức mạnh của ông Lê Đức Anh lúc đó theo công thức không khác mấy so với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay, đó là ghế tứ trụ thao túng lực lượng vũ trang. Ông Bộ trưởng Lê Đức Anh lúc đó lên làm chủ tịch nước, nhưng dây mơ rễ má của ông này rải khắp trong Bộ Quốc phòng, và thậm chí đến khi ông đã lui về vườn để làm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng thì tiếng nói của ông Lê Đức Anh này vẫn còn có trọng lượng và các đảng viên khác phải nghe theo. Cũng lên chủ tịch nước và từ vị trí đứng đầu của một lực lượng vũ trang, thế nhưng ông Trần Đại Quang thì lại không có được quyền lực ngầm giống như ông Tô Lâm, và cái kết là ông này phải mất mạng một cách bí ẩn. Trong trường hợp ông Lê Đức Anh và ông Trần Đại Quang là hai tấm gương cho Tô Lâm, một là thành công và một là thất bại. Về mức độ gây thù chuốc oán trong Bộ Chính trị thì Tô Lâm thậm chí còn cao hơn cả Lê Đức Anh hay là Trần Đại Quang. Nếu lên chủ tịch nước mà vụt mất đi quyền kiểm soát đối với Bộ Công an thì không biết số phận của Tô Lâm rồi sẽ bi thảm đến mức độ như thế nào. Trong khi đó ngược lại, nếu lên được ghế chủ tịch nước mà nắm chắc được Bộ Công an thì Tô Lâm sẽ khiến cho cả Bộ Chính trị phải kinh hồn bạt vía, và lúc đó cửa đến với chiếc ghế Tổng Bí thư nó sẽ rộng mở hơn đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thế nhưng Nguyễn Phú Trọng thì cũng không phải là một tay vừa, và thậm chí Nguyễn Phú Trọng như chúng tôi đã đề cập đến quý vị là một con cáo già rất nguy hiểm. Hiện nay Nguyễn Phú Trọng đã đưa phe của quân đội vào quyết liệt với phe của công an, mà cụ thể đó là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Những vấn đề điều tra trong những ngày tiếp theo đây có lẽ đã có kết quả rõ ràng, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa muốn công bố. Vấn đề Nguyễn Phú Trọng chưa muốn công bố là để dành cho Tô Lâm một sự bất ngờ, và nước đòn mà Nguyễn Phú Trọng tung ra vào giai đoạn lúc nào là phù hợp. Chắc chắn một người như Nguyễn Phú Trọng và kể cả một người như Tô Lâm đều biết rõ ràng nước cờ của cả đôi bên đã dành cho mình trong những ngày tiếp theo đây. Với các thành viên trong Bộ Chính trị hiện nay, họ xem Tô Lâm là một mối nguy hại lớn, bởi vì đã là ủy viên của Bộ Chính trị thì không có ai trong sạch gì cả, mà thậm chí là dính phốt từ lớn cho tới nhỏ. Mà dù không có dính phốt thì một con người như Tô Lâm thì Tô Lâm hoàn toàn có thể chế tạo ra những phốt này dành cho các ủy viên của Bộ Chính trị. Nếu lên chủ tịch nước và chưa được đàn em Hưng Yên lên làm Bộ trưởng Bộ Công an thì lúc đó Tô Lâm chẳng khác nào một thái thượng hoàng trong Bộ Công an, và ông ngồi ở phủ chủ tịch mà vẫn có thể chỉ đạo quân tướng đánh phá sang phủ thủ tướng hay là văn phòng quốc hội, kể cả là văn phòng trung ương đảng. Đấy là một mối nguy thường trực đối với tất cả các ủy viên của Bộ Chính trị, ủy viên trung ương đảng khác. Ở thời điểm này Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an được xem là lúc cua lộng xác, tức là thời điểm mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang yếu nhất. Lúc này Bộ Chính trị cần phải hợp lực để cắt đứt cái đuôi Hưng Yên ra khỏi trong Bộ Công an, và sau đó thừa thắng xông lên để áp chế luôn phe này cùng với ông trùm của nó. Nếu để cho phe Hưng Yên tiếp tục nắm Bộ Công an thì xem như hậu quả đang chờ các thành viên trong Bộ Chính trị trong một thời gian tương lai rất gần. Số phận của Tô Lâm chưa biết sẽ ra sao. Nguyễn Phú Trọng liên tiếp tung những nước cờ quyết liệt thì Tô Lâm lại tiếp tục dùng dằn, vì thật sự Tô Lâm đã hết đường lui. Cuộc chiến giữa phe của Hưng Yên và phe của Nghệ An trong thời gian vừa qua đã cho thấy sức mạnh của phe Hưng Yên như thế nào. Trong Bộ Chính trị chỉ có một mình Tô Lâm mà đã đủ sức để căn cả ba ủy viên phe của Nghệ An, khiến cho Vương Đình Huệ phải ngã gục xuống ngựa. Nhưng cứ sau mỗi trận chiến thắng thế nào cũng phải binh hao lực tổn, và đây là thời điểm tốt nhất để có thể đánh úp. Nếu như chần chừ để cho Tô Lâm có thời gian củng cố sức mạnh thì e lúc đó cả Bộ Chính trị hợp lực cũng không thể nào quật nổi được đối với một mình ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Cuộc chiến này khiến cho những người quan sát tập trung chú ý vào ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, và hơn thế nữa là những động thái, những nước cờ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào những gì mà ông Tô Lâm đã đạt được hiện nay thì không chỉ Bộ Chính trị mà cả Trung ương Đảng cũng vừa căm vừa sợ đối với ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
rằng như các nhóm lợi ích địa phương đã tê liệt hết trước thế lực của Hưng Yên qua Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ngay kể cả trong Bộ Chính trị, bây giờ cũng chỉ biết trông chờ vào ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng dù ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ra tay thì vẫn không chắc là có quật được Tô Lâm hay không. Nguyễn Phú Trọng đang rút ra thanh bảo kiếm cuối cùng, đó là quân đội. Nhưng liệu quân đội có hạ được Tô Lâm hay không thì vẫn phải chờ xem cuộc điều tra của công ty Xuân Cầu của Tô Dũng có trong thời gian tới đây, khi ngửa bài mà chắc chắn Nguyễn Phú Trọng phải giành đầu đánh úp với Tô Lâm, giống như Võ Văn Thưởng, giống như Nguyễn Xuân Phúc, hay thậm chí Nguyễn Phú Trọng cho Tô Lâm một cái kết đau đớn giống như Trần Đại Quang. Trong khi đó, việc ngăn cản thế lực Hưng Yên nắm Bộ Công an đang rất cấp bách. Chưa biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ xoay sở như thế nào, và đó là vấn đề chính mà đến giờ phút này chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an vẫn chưa có chủ nhân. Và liên quan đến những vấn đề này, những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin của những ngày tiếp theo. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mà những người làm chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin lần tới.